Khi con bị đau không thì làm sao còn chánh niệm được, hay là nghĩ rằng mình đang bị khổ hạnh, cảm giác đau quá đó là niệm hay sao? Thưa quý vị, đấy cái niệm, khi quý vị thực hành tứ niệm xứ nên nhớ rõ như thế này nè: chúng ta đang thực hành thân hành niệm, tức là quán thân trên thân, hay là quán thọ trên thọ, hay là quán tâm trên tâm, hay là quán pháp trên pháp, hay là chúng ta đang thực hành cái tổng hợp. Nhưng mà nên nhớ, cái người mới bắt đầu á, nó giống như là cái người mới học đàn, thì họ cần phải biết đây là phím đồ rê mi fa son la si đấy. Nhưng mà khi mà một cái người nghệ sĩ thì họ không cần phải nhớ nữa, bởi vì nó là giống như nó thuộc về cái bản năng rồi, và vì đó chỉ cần đặt tay xuống là tự nhiên là những âm điệu nó phát ra. Nhưng mà cái người mới thì họ phải phải tập, đây là đồ rê mi fa son la si đấy. Hoặc đó, là cái anh mà anh mới học võ đó, anh phải thuộc từng cái chiêu thức đấy, anh phải thuộc từng chiêu thức, rồi anh phải đi từng cái bài quyền anh nhớ, rồi đến khi mà anh gọi là xuống núi được rồi đó, đụng chuyện thì anh không cần phải nhớ tên các chiêu thức đó nữa, mà đụng chuyện như thế nào là anh xài như thế đó liền. Nhưng mà khi anh mới học võ thì anh làm ơn anh phải học thuộc lòng từng chiêu thức, anh phải rèn luyện thuần thục từng chiêu thức cho tôi. Cũng vậy, việc thực hành tứ niệm xứ, khi anh mới bắt đầu thực hành, anh làm ơn anh thuần thục từng cái giùm tôi một cái, anh đừng có mà anh ôm đờm cả bốn niệm xứ, tức là theo cái kiểu là cái gì nó nổi trội thì mình quan sát cái đó. Xin thưa, đó là phương pháp của người đã rành rẽ trong bốn niệm xứ rồi. Còn anh mới, anh làm ơn giùm tôi, anh thực hành từng cái một. Quán thân thì chỉ quán thân trên thân thôi. Nếu các cảm thọ khởi lên, anh tìm cách anh điều tiết nè. Nếu như anh có sự ý thức, anh chỉ cần ý thức được một chuyện như thế này: các hành là khổ, tức là bản thân cái sự chuyển động, của cái tấm thân này đó, nó chính là khổ, nó mang tính chất khổ, chứ anh không phải tập trung vào cái cảm thọ khổ. Phải phân biệt được chuyện đó. Bởi vì chúng ta đang thực hành quán thân trên thân. Đang thực hành quán thân trên thân. Đấy. Và khi chúng ta đau á, trong những đối với người đang thực hành quán thân trên thân, sư luôn luôn nói: cứ thay đổi oai nghi thôi. Ai bắt quý vị ngồi thiền phải chống chọi với cơn đau. Nếu như cơn đau nó không ảnh hưởng gì đến cái việc ngồi thiền thì cứ ngồi thôi, bởi vì nó không ảnh hưởng. Nhưng khi nó ảnh hưởng thì làm ơn làm phước thay đổi oai nghi giùm cái. Đứng dậy mà đi. Nhiều người họ chỉ biết được mỗi chuyện ngồi thiền, và họ chỉ thiền khi nào họ ngồi thôi, khi họ đứng họ không thiền. Cái đó phải xét lại. Đấy. Và khi anh thuần thục cái quán thân trên thân, thuần thục rồi đó, anh mới bước qua cái bước tiếp theo là quán thọ trên thọ. Sau khi anh, cái mà anh quan sát cái cảm thọ khổ đó là thuộc về cái quán thọ trên thọ. Phải phân biệt rõ. Đấy. Tiếp theo là cái quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, nó cũng tương tự như vậy. Còn khi mà quý vị chỉ đơn giản quán thân trên thân thì làm ơn phải biết điều tiết cái tấm thân của mình, đau thì thôi thay đổi oai nghi. Còn cái chánh niệm là gì? Chánh niệm là quán thân trên thân, nó là chánh niệm. Quán thọ trên thọ, đó là chánh niệm. Quán tâm trên tâm, nó là chánh niệm. Quán pháp trên pháp, nó là chánh niệm. Tức là bốn niệm xứ, bốn nơi chúng ta thiết lập niệm, bốn nơi chúng ta thiết lập niệm, đó là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, thì đó gọi là chánh niệm. Nhưng mà như thế này, sư không thể nào yêu cầu, chúng ta không thể nào yêu cầu một cái anh mà anh mới học võ mà anh có thể anh chống lại cái tên cướp có vũ khí. Mà sư nhớ là cách đây nhiều năm,
một cái vận động viên huy chương vàng bên Casilat của Việt Nam bị bọn cướp đánh gục ở trong một cái hẻm, bất tỉnh cho đến khi là bị người ta phát hiện ra. Đó là do là cái người này họ tự tin về cái khả năng của mình và chống lại bọn cướp, nhưng mà thực tế là cái khả năng mình không tới, và hậu quả là bị đánh gục. Rồi còn có một câu chuyện nữa là một cái anh ảnh mới đi lính, ảnh mới đi lính thì trong cái đợt ảnh về thăm nhà thì ảnh cũng gặp cướp, và cướp có vũ khí. Và ảnh nhớ cái bài quyền ảnh thấy võ Bác Hồ mà ảnh học ở trong quân đội đó. Ảnh đi được 16 bài quyền và ảnh bị đâm 8 nhát. Quý vị thấy, tức là khi chúng ta còn yếu thì làm ăn đừng có ra gió. Ha. Khi mà niệm và định còn yếu, khi niệm và định còn yếu thì chúng ta không giải quyết được vấn đề, thì chúng ta cần có những cái phương pháp đi kèm. Đó là gì? Đó là quý vị sư đang dạy về kinh Trung Bộ tất cả lậu hoặc, ha, thì đó là những cái phương pháp mà chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề của mình. Giả sử như đây là với cơn đau thì chúng ta cần phải giải quyết bằng cách kham nhẫn, bằng cách nhẫn nại, bằng cách kham nhẫn đó. Lúc đó cái niệm và định chúng ta là còn yếu, chúng ta chưa có xài được cái sự chánh niệm, thì chúng ta phải dùng cái sự kham nhẫn để chúng ta giải quyết vấn đề. Đó là gì? Suy nghĩ là cái đau mà chúng ta đang chịu như thế này đó, nó không là cái gì đối với cái đau ở địa ngục, và cái đau này nó không bằng một góc của cái đau khi chúng ta cận tử, cho nên hãy kham nhẫn. Thì nhờ như vậy là các ý vấn đề của chúng ta được giải quyết. Thấy chưa? Rồi trong cái kinh kinh mà sư giảng trong cái khóa tu vừa rồi thì những cái quên mất tên bài kinh cũng thuộc Trung Bộ, đó là chúng ta biết phải biết suy nghĩ về nhiều vấn đề. Thí dụ như suy nghĩ về cái tác hại của cái việc là chúng ta buông lung phóng dật, nó sẽ dẫn chúng ta đi những cái con đường sa đọa, cho nên mình phải ráng tinh tấn lên, phải nỗ lực lên, phải vượt qua cái cơn đau này, phải vượt qua. Nó cũng là một cách rồi đó. Chúng ta có thể nghĩ đến cái gương của người xưa, ví dụ như cái gương của Đức Phật. Đức Phật đã từng một cái từng có một cái lời nguyện như thế này, đó là dù cho thịt nát xương tan đi chăng nữa, dù chúng ta có chết đi chăng nữa, nhưng nếu như chưa chứng thành đạo quả thì ta không rời khỏi chỗ ngồi này. Rồi có những vị tỳ kheo ngồi giữa cái trời nắng của Ấn Độ, giữa cái thời tiết nóng nực của Ấn Độ, và vị ấy vẫn kham nhẫn hành thiền. Có những vị tỳ kheo ngồi giữa cái mùa đông giá rét của Ấn Độ, giữa mùa đông giá rét của những cái ngọn núi như là núi Himalaya, và vị ấy vẫn kham nhẫn hành thiền. Có những vị vị đó đi kinh hành với cái bàn chân rướm máu, với bàn và cái con đường đi kinh hành của vị đó nó được trải dài bởi cái máu từ cái bàn chân vị ấy, với vị bong chóc, và vị ấy vẫn kham nhẫn, vị ấy hành thiền. Ta phải học cái hạnh của các vị đó. Có những vị chịu kham khổ, kham nhẫn những cái cảm thọ khốc liệt bởi những cơn đau nó xé ran, xé ruột. Những khi mà các vị đó bị tấn công bởi rắn độc, bị tấn công bởi thú dữ, bị tấn công bởi voi, bị tấn công bởi những cái kẻ ác, vị ấy vẫn tiếp tục nỗ lực hành thiền. Thì mình phải biết noi gương các vị ấy mà mình kham nhẫn. Rồi chúng ta nghĩ đó, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Mình có cơ hội mình nghe chánh pháp, mình có cơ hội mình thực hành chánh pháp, không lẽ chỉ bởi vì những cái cảm thọ khổ như thế này mà mình bị đánh gục hay sao? Đấy. Rồi
Xét cho cùng á, mình cũng tự nhận mình là Phật tử, mình tự nhận mình là đệ tử của Đức Thế Tôn, mình tự nhận mình là đệ tử của chư vị thánh tăng. Mà không lẽ chỉ vì một chút xíu những cái cảm thọ khốc liệt như thế này mà mình chịu đánh gục mình, làm sao mình ăn nói với các ngài? Thì chúng ta phải biết suy nghĩ những cái đó, từ đó chúng ta có thể chúng ta vượt qua được cái cảm thọ khổ. Ha? Xin lặp lại, sự tóm gọn là hai vấn đề. Trong trường hợp quý vị nghe một hồi mà quý vị lùng bùng lỗ tai không có nhớ, thứ nhất là yếu đừng ra gió, còn sơ cơ thì làm ơn quán thân cho ra quán thân, quán thọ cho ra quán thọ, quán tâm cho ra quán tâm, mà quán pháp cho ra quán pháp. Cái thứ hai là chúng ta nên có được những cái phương pháp đi kèm khi mà cái định và cái niệm của chúng ta chưa có vững. Đó là gì? Phải biết kham nhẫn. Và những cái phương pháp để chúng ta có thể kham nhẫn là sư vừa nói hồi nãy, làm ơn quay trở lại nghe. Đấy. Thì nhờ như vậy đó, quý vị sẽ có thể vượt qua được những cái cơn đau, ha, những cái thọ khổ. Đấy. Còn mà niệm yếu thì chúng ta không có xử lý được đâu. Phải biết khôn, phải biết thông minh, lựa chọn những cái phương pháp.